Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Hiện tại mình đang có ở đây chiếc iPhone 7 và như mình tìm hiểu thì nó đang bị lỗi mic. Bây giờ mình sẽ tiến hành test cho các bạn xem. Lô 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 lô, 1234, 1234. Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Điện thoại Vui TV toàn là trai đẹp. Alo, 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 nghe rõ trả lời. Như bạn có thể thấy thì sóng âm của mình dao động rất là ít và chiếc máy này đã bị lỗi mic. Bây giờ mình sẽ mở cho bạn nghe thử. Như bạn thấy là full âm lượng, nhưng nó vẫn rất là nhỏ.
Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Sau khi đã thay mic xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành test lại một lần nữa. Alo. Này thì hãy mang ngay đến điện thoại Vui để được kiểm tra và tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.